Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em nhận 1.000 đồng token có hiệu là CBE trên một cái sàn giao dịch là Coinbase EX nha tất cả các bạn. Đây thì nó có chương trình tặng miễn phí 1.000 đồng token CBE miễn phí của bạn là dự tính đang giao dịch trên sàn là khoảng 100 đô la nha tất cả các bạn. Rồi để tham gia gian quản lý phụ tá mình đăng ký một tài khoản nha. Đầu tiên tên đăng nhập các bạn tự điền tên của mình vào nha các bạn. Rồi địa chỉ email thì các bạn đánh địa chỉ email mình cho chính xác nha các bạn. Rồi đây mật khẩu từ 8 đến 20 ký tự các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nè. Rồi xác nhận người máy xong các bạn bấm vào bấm để đăng ký nha tất cả các bạn. Rồi để cho nó chạy một chút xíu nha các bạn. Giờ mail confirm you wireless you get. Rồi đây là cái link dép của mình nha các bạn. Các bạn copy cái link dép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Các bạn giờ mở mail vào mail confirm nha các bạn. Đây thì có quốc gia nè. Nhiều người lắm đó. Để mình vào mail các bạn. Vào mail quan login vào sàn tất cả các bạn. Đây nó không gửi mail vậy các bạn ơi, nếu mà nó có gửi mail các bạn vào mail mà confirm cho login vào, còn không gửi mail thôi nha tất cả các bạn. Đây nó có nói nè, bạn giới thiệu từ 1 đến 9 người các bạn sẽ nhận thêm 100 xu, còn từ 10 lượt giới thiệu ăn lên các bạn 200 xu, các bạn đọc dài xuống các bạn 500 lượt giới thiệu các bạn nhận 1.000 xu nữa nha tất cả các bạn. Thì chương trình giới thiệu nó có gì nè, để mình đăng nhập vào coi. Vô trang chủ giới thiệu mà thông báo vô giấy tiền của mình nè các bạn. Wow, nhận được nè. Nè mình đã nhận được 1.000 token coi sàn nha tất cả các bạn. Này coi của sàn, số dư trên wallet. Rồi các bạn vào mã giới thiệu. Giới thiệu các bạn vào đây mà lấy cái link dép mình nữa. Cái này hiện tại cô bay này nó có mặt trên cô cấp cô và cô mang chấp kép. Hiện tại cái sàn này mới là sắp sửa ra một cái sàn giao dịch tiền điện tử thôi nha tất cả các bạn, chứ không có gì hết trơn. Rồi vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Gì việc bỏ ra 1 phút 2 phút gì mình đăng ký cái tài khoản đi, sau này có thông tin từ dự án thì mình sẽ update theo cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Hy vọng coi sàn này mình ăn giống như coi sàn của BNB nha các bạn, là các bạn giàu luôn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.